Thưa quý vị, liên quan đến thông tin quân nhân Trần Đức Đô sinh năm 2002 quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh, tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường đạo quân sự quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6 cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Đại diện quân khu 1 Bộ Quốc phòng xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong bước đầu là do tự tử. Sau khi phát hiện nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, quân khu 1 cũng đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ an táng tại quê nhà. Đêm 28 tháng 6, lực lượng công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc này. Theo ông Hoàng Bá Huy là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương nơi đây đã phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong ngày 29 tháng 6, đại diện quân khu 1, quyền ủy Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, ban chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6, gia đình nạn nhân nhận được điện thoại thông báo quân nhân đô đang được đưa đi cấp cứu và đã tử vong. Hiện gia đình mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tử vong của quân nhân đô.